Năm điều kẻ dại luôn thích khoe khoang, người khôn ngoan không hé răng nửa lời. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Kính thưa quý vị và các bạn, có những điều không nên chia sẻ, ngay cả với những người thân thiết nhất trong cuộc sống. Có năm điều kẻ dại luôn thích khoe khoang, người khôn ngoan không hé răng nửa lời. Thứ nhất, những ân oán trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện tiêu cực về cuộc sống cá nhân, về những người mà chúng ta không thích. Những gì thuộc về quá khứ thì nên để nó ở lại đó. Bạn không cần phải chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Tốt nhất nên bỏ qua những cảm xúc này và thảo luận về chúng càng ít càng tốt. Một số người có thể thấy hứng thú từ câu chuyện của bạn vì tò mò, nhưng một số người có thể lấy đó làm chuyện phiếm với những người khác và đem nó lan truyền ra xa hơn. Tệ hơn nữa là biến câu chuyện trở thành tam sao thất bản. Đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai về những bí mật trong quá khứ của mình. Thứ hai, khoe khả năng của bạn. Không cần phải nói rằng bạn có khả năng, những người khác sẽ biết bạn đang làm gì. Và những người không đủ năng lực sẽ chỉ trở thành trò cười nếu bạn phô trương điều đó. Đừng cảm thấy như bạn giỏi một thứ gì đó, đồng nghĩa với việc bạn giỏi tất cả mọi thứ. Có một câu nói rất hay, mỗi người đều là đế vương trong thế giới của riêng mình. Có năng lực là điều tốt, nhưng thêm chữ khoe khoang dễ làm băng hoại đạo đức và tạo cho con người một hình ảnh phi thực tế. Một số điều, nếu bạn thể hiện quá nhiều và nói quá nhiều, bạn sẽ làm phiền người khác. Khác biệt là tốt, nó có thể là chìa khóa cho sự thăng tiến. Tuy vậy, sự khác biệt và năng lực của bạn chưa được kiểm chứng, thì bạn chớ nên khoe khoang điều đó với ai. Cuối cùng, là một con người trưởng thành, im lặng là cách tốt nhất để thể hiện khả năng của họ. Thứ ba, của cải vật chất. Hầu hết mọi người đều không thể ngăn được việc đăng ảnh khoe về chiếc xe mà họ mới sắm, chiếc điện thoại mới mua với giá độc quyền. Nhưng bạn có biết, khoe khoang về đồ đạc của mình có thể dễ bị người khác hiểu nhầm. Ngay cả khi bạn đang chia sẻ chúng mà không có ý định gì xấu, thì một người nào đó cũng có thể diễn giải và hiểu nó theo một cách khác, từ đó nảy ra lòng đố kỵ. Đừng khoe khoang về những gì bạn sở hữu. Sự khiêm tốn là một tính cách tuyệt vời mà chúng ta nên rèn luyện và thực hành nó, ngay cả ở đời thực lẫn mạng xã hội. Thứ 4. Các vấn đề gia đình. Mỗi gia đình đều có những tranh chấp xung đột, những vấn đề riêng. Nhưng mỗi gia đình cũng có cách thức hoạt động của riêng mình. Cho dù đó là mối quan hệ yêu ghét hay thứ gì khác, đó là một vấn đề riêng tư. Vì vậy, bạn không cần thiết phải lôi kéo người khác tham gia vào nội bộ gia đình mình hoặc phơi bày nó cho mọi người biết hết. Thứ năm, tiết lộ mục tiêu của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng tiết lộ mục tiêu của bạn với người khác và công khai ước mơ khiến bạn ít có khả năng đạt được chúng hơn. Vào lúc bạn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi cho mọi người biết bạn đang làm gì, chính niềm tự hào đó ngăn cản bạn nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Sau đó là kỳ vọng của người khác, đánh giá của họ. Điều này chỉ có thể khiến bạn căng thẳng, mất cân bằng trong cuộc sống và gia tăng áp lực hơn mà thôi. Quý vị thân mến, có một thứ càng khoe mẽ ra bao nhiêu, cuộc đời càng gặp phong ba sóng gió nhiều bấy nhiêu. Quỷ Cốc Tử nói, bí quyết làm người, đối nhân xử thế cần biết ẩn mình. Giấu đi sự tài ba của mình cũng là một triết học trong việc xử thế. Có câu, hoa nên nở hé, rượu nên ngà ngà say. Khi làm việc gì cũng phải có chừng mực. Lão Tử từng nói với Khổng Tử rằng, lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu. Tức là, thương nhân giỏi sẽ khéo giấu như không có đồ vật quý. Quân tử đức lớn thường có dung mạo như kẻ ngu. Chỗ uyên thâm của một người không phải là họ thông minh đến đâu, mà là họ có biết cách giả ngốc và ẩn mình hay không. Cách dạy con của tỷ phú Rockefeller cũng đã khiến gia tộc ông giàu có đến 7 đời. Theo thống kê, hầu hết các gia đình danh gia vọng tộc trong lịch sử đều bị phá sản ở đời thứ hai, nên việc duy trì đến đời thứ ba là điều gần như không thể tưởng. Vì thế, nhân gian có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tuy nhiên, câu nói này cũng không áp dụng với mọi trường hợp. Tại Mỹ, gia tộc Rockefeller trải qua hơn 100 năm đã giàu tới 6 đời. Bước sang thế hệ thứ 7,
có đến 174 người thừa kế. Gia tộc lớn này vẫn đang duy trì khối tài sản khủng với hơn 11 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Người đầu tiên mang lại tiền tài và vinh quang cho gia tộc chính là tỷ phú Joe Davidson, Luke Finler. Sinh ngày 8 tháng 7 năm 1839, mất ngày 23 tháng 5 năm 1937, là ông trùm kinh doanh và là nhà từ thiện. Hơn nữa, ông là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và cũng là người giàu có nhất trong lịch sử hiện đại. Ngoài tài năng kinh doanh nhạy bén và óc sáng suốt, tỷ phú Rockefeller còn được người đời sau ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con cái tuyệt vời của ông. Những lời khuyên dặn của ông đến đời con cháu đều thể hiện tầm nhìn có trí tuệ vượt bậc, nhờ đó giúp thế hệ sau tiếp nối vinh quang, sự hưng thịnh cho gia tộc. Trong suốt cuộc đời làm người của mình, vua dầu mỏ Rockefeller đã viết cho con trai của ông 38 lá thư. Duy chỉ có một bức thư khiến nhiều người kinh ngạc, đó là lời dặn người con trai. Một người càng thông minh, càng phải biết cách giả vờ ngu ngốc. Một kẻ rêu rao về trí thông minh chính là kẻ ngu ngốc, còn người biết giả ngốc. Một ngày nọ, lúc Rockefeller đang đi trên đường, thì có một nhân viên ngân hàng đến trước chặn lại và hỏi ông có muốn vay 15.000 đô la Mỹ, tương đương với 344 triệu đồng không. Cũng vừa tình cờ lúc đó, Rockefeller đang suy nghĩ và cần huy động một khoản tiền. Tuy nhiên, ông vẫn không tỏ ra vồn vã mà bình tĩnh và nói với nhân viên ngân hàng rằng ông cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sau đó, Rockefeller đã ký được hợp đồng vay tiền với rất nhiều điều khoản có lợi. Qua câu chuyện, ai cũng rõ ràng với việc Rockefeller giả vờ ngốc nghếch, cần phải suy nghĩ thêm về khoản tiền, đã khiến người nhân viên ngân hàng kia không còn đề cao cảnh giác. Nhờ vậy mà ông đã được lợi hơn khi đàm phán. Khi kể lại điều này, vị tỷ phú giàu nhất mọi thời đại viết: so với việc phô bày trí thông minh, thì giả ngu ngốc có rất nhiều lợi ích. Quan trọng nhất là để người khác thả lỏng cảnh giác, sau đó bạn nắm lấy cơ hội, lặng lẽ đi lên và khiến mọi người kinh ngạc. Đôi khi cần phải học cách ẩn mình, che giấu sự thông minh của bản thân, không phải là điều yếu kém, mà là một loại trí huệ khác để sinh tồn. Biết ẩn mình và khiến đối phương lơ là lại vừa có thể tích lũy được sức mạnh cho bản thân. Hãy suy nghĩ sâu sắc và tính kỹ, hạn chế bộc lộ tài năng và đừng nên rút những điều quý giá trong bụng đem nói ra. Nếu không hiểu đạo lý này thì dù có bao nhiêu của quý hay báu vật, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ trở thành đồ vật trong túi của người khác. Còn có một số người vì không hiểu hết được loại tâm lý này, trong cuộc sống thường hay khoe khoang, trong công việc thì thích gây sự chú ý để được mọi người thừa nhận năng lực của mình. Nhưng đây lại là hành động hạ thấp giá trị của bản thân. Bởi sau khi hình tượng được tạo dựng thì những đồng nghiệp sẽ đánh giá về người đó. Chỉ cần lúc làm việc thể hiện hơi kém hoặc sai sót cũng sẽ bị người khác coi thường và bài xích. Vậy nên, cần học cách khiêm tốn để tránh bị người khác đố kỵ, tránh làm cho cuộc sống của mình mệt mỏi hay bất an và cản trở con đường phát triển của chính bản thân. Càng biết cách giả ngu ngốc bao nhiêu thì càng nhận được nhiều lợi ích bấy nhiêu. Thực tế những người thông minh thực sự, họ đều biết âm thầm hoàn thiện bản thân để trở nên tinh tế và bản lĩnh hơn, thay vì khoe khoang về bản thân mình. Quý vị thân mến, những người sống chân thành đôi khi thẳng thắn và chịu thiệt thòi, những kẻ giả tạo lại tìm mọi cách lấy lợi về mình. Người xưa có câu, họa hổ, họa bì, nan họa cốt, trí nhân chi diện, bất chi tâm, ý nói nhìn vẻ bề ngoài không thể biết được lòng người. Ngày nay không ít những người sống giả tạo, hai mặt, sống giả dối với người khác. Chỉ có suy xét, quan sát cẩn thận hành động của một người thì ta mới có thể phán xét phần nào nội tâm của họ. Người có lòng dạ khó lường, tâm tư nhan hiểm sẽ rất khó hành xử thẳng thắn, chính trực. Kẻ giả tạo dùng miệng, người chân thành dùng tâm. Lấy dối trá đổi về dối trá, lấy chân thành mới cảm được lòng người. Dưới đây là 4 biểu hiện của kẻ giả tạo hai mặt, đạo đức giả cần sớm tránh xa. Thứ nhất, gió chiều nào theo chiều ấy. Một người thẳng thắn, chân thành, luôn tự tin thể hiện tâm tư suy nghĩ của mình cho đối phương. Họ không ngần ngại chỉ rõ lập trường, thái độ của bản thân, không vì tình cảm mà quên đi chính kiến. Tuy nhiên, những kẻ hai mặt, đạo đức giả thì thường hỏi ý kiến của người khác, rồi mình theo ý kiến của người ta.
họ thường hỏi dò người khác để biết tâm tư của họ. Sau đó, người ta sẽ hùa theo ý kiến đó để lấy lòng mọi người. Thứ hai, luôn nói lời vuốt ve nịnh nọt. Một lời khen chỉ có giá trị nếu được nói ra với tấm lòng chân thành, nhiệt tình. Với kẻ giả tạo, những câu nói như giỏi quá đi mất, quả thực lợi hại, phải học tập mới được, chỉ là những lời chắc lưỡi đầu môi. Dùng để lấy lòng, nịnh nọt người khác, bản thân họ thường đưa ra những lời khen giả tạo chung chung để lấy lòng người khác. Thay vì có sở thích, sở ghét rõ ràng, hỉ, nộ, ái, ố, những kẻ giả tạo chỉ muốn xây dựng một thế giới hoàn hảo, không bao giờ thể hiện sự chán ghét với ai. Thứ ba, thích nói đế theo khi mọi chuyện đã rồi. Thay vì đóng góp ý kiến hay trình bày quan điểm vào những lúc cần thiết, người giả tạo hai mặt thường đợi đến lúc thấy kết cục mới nói thêm vào, như kiểu là tôi biết ngay mà, hay từ đầu tôi đã lường trước như vậy rồi. Họ muốn tự tạo ra cho mình một hình ảnh hiểu biết, thông thái trong mắt người ngoài. Nhưng quả thực, những câu nói của họ chẳng có chút giá trị nào cả. Thực ra, những câu nói sáo rỗng ấy lại khiến mọi người xung quanh nhận ra bản chất và khả năng của một người. Thứ bốn, thường đưa chuyện thị phi. Có một chân lý rằng, con người càng sợ gì thì càng muốn thể hiện cái đó. Không ít người chỉ biết miệng nam mô bụng bồ dao găm, dùng lời nói để che giấu mục đích thực sự. Với họ, lời nói và suy nghĩ chưa chắc đã nhất quán, mà có thể chỉ là cách để đạt được lợi ích họ mong muốn. Câu nói điển hình của họ sẽ là: nói thật nhé, tôi cảm thấy là, như một cách để gia tăng cảm giác thành tín của bản thân chứ không phải nội tâm. Họ thường tìm cách giả vờ đồng cảm với người khác, rồi từ đó lợi dụng mối quan hệ thân thiết mà thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Cuộc đời có muôn vàn kiểu người, nhưng việc thân thiết với người hay đưa chuyện thị phi, thì rồi có ngày bạn sẽ bị đâm sau lưng. Lúc biết được bộ mặt thật của họ thì đã quá muộn.